Phật Pháp ứng dụng. Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành kính đê đầu thầy từ bi khoan hỷ quan lâm về pháp tòa để chia sẻ thời pháp thoại cho hàng nam nữ Phật tử chúng con trong buổi chiều hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy ban chung cổ trội ba hồi chuông trống bát nhã, cung thịnh thầy quan lâm. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón thầy. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
chúng con thành kính cung thỉnh thầy an tọa. Mời toàn thể đầu tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả. Chúng tôi biết rằng trong quá trình tu và học, các vị vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc chưa được giải đáp. Và thể theo nguyện vọng của các vị, hôm nay Đại Đức Trụ Trì, trưởng ban tổ chức khóa tu của chúng ta quyết định sẽ tổ chức một thời pháp đàm trong buổi chiều hôm nay để trả lời những câu hỏi thắc mắc của các vị đã gửi về cho ban tổ chức trong buổi sáng hôm nay. Và các vị gửi rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà ở đây ban tổ chức đã chọn ra những câu hỏi nào thật sự là thiết yếu xung quanh vấn đề tu học của các vị để trình lên thầy trụ trì để thầy giải đáp cho các vị. Thật sự câu hỏi thì rất nhiều, nhưng mà thời gian của chúng ta thì có giới hạn. Thì ở đây tùy nghi, nếu như chúng ta chưa được giải đáp hết trong kỳ này thì có thể kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục được giải đáp. Mong các vị hoan hỷ cho. Và trước khi bước vào thời pháp đàm, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy có ít lời cùng với chư nam nữ Phật tử hành giả trong buổi chiều hôm nay. Xin vong thành kính cung thỉnh thầy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Buổi chiều hôm nay các vị tu học có được an lạc không? Chạy từ sáng đến giờ thấy máy chúng ta như thế nào? Tốt. Hoan nghênh cho tất cả các vị. Đó là một dấu hiệu. Tôi mới nói hoan nghênh cái tự ban thưởng luôn ha. Đúng rồi, cũng xứng đáng để tự ban thưởng lấy chính mình để khích lệ nhé. Rồi sau cái buổi trì đại bi bằng tiếng Phạn nó cảm giác thế nào? Gần Phật hơn chưa? Và khi mà chúng ta trì vậy, bên tai chúng ta nghe, chúng ta có cảm giác rằng giống như là chúng ta đang tâm sự trong thế giới của chư Phật, chứ không? Mình nghĩ ngày xưa Đức Phật nói chuyện nhau bằng tiếng Phạn vậy đó. Có thể mình không nghe hiểu, nhưng mà bây giờ tôi vẫn lắng nghe được phạm âm. Hỏi nghe được gì? Tôi nghe mà không hiểu. Nói tới đâu cũng nghe được hết á. Nghe hết không? Hết. Nghe hết hết chân, nhưng mà không hiểu. Hôm nay thì cái nhiệt độ thời tiết bên ngoài cũng cao đó. Nhưng mà tinh thần tu học của các vị vẫn giữ được cái trạng thái tu học như vậy là cũng tốt. Cái giảng đường chúng ta đây thì có cái máy lạnh, nhưng không biết các giảng đường còn lại mà không có máy lạnh thì hôm nay cảm giác thế nào? Cũng chưa được nghe phản ánh. Hy vọng rằng là sau buổi chiều nay nè, sẽ có những người nói nóng quá thầy ơi, nóng quá thầy ơi. Không biết có không? Đại khái thì chắc là cũng có thể có. Nhờ các vị chịu được cái đó là các vị có thể mai này sống ở Ấn Độ rồi được. Với hơn nữa là những nước như Châu Phi rồi cũng có thể sống được. Ví dụ như các nước trong khu vực như vừa rồi tôi đi Malaysia đó. Đến là cái đảo Penang là cái đảo du lịch của Malaysia. Nhưng mà nhiệt độ nóng hơn bên mình nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì dường như cái đảo đó không có nhiều cây. Cái đảo dường như là đa phần là các thành phố trụi á. Các đường phố, thậm chí các cái bệnh viện nơi này kia chúng ta không thấy cây. Vài cây bằng cùm tay trồng mà nó cũng chết queo dọc đường hết trơn trời. Người ta không có quan trọng cây là một điều rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy vậy chứ chúng ta đi dọc đường thành phố của chúng ta thấy vẫn còn rất nhiều cây cổ thụ và thậm chí trồng thêm cây xanh. Một số ngã ba theo dạng tam giác rồi đó, người ta vẫn còn trồng những cái đám cây như thế. Rất là đó là tạo những cái buồng phổi tự nhiên để là sàng lọc không khí trong thiên nhiên cho thành phố chúng ta. Mặc dù là chưa nhiều và chưa thể đáp ứng được, nhưng mà vẫn có một cái hướng mà phát triển tốt về mặt cây xanh. Cho nên cái mảnh đất bên bển tôi chưa làm gì hết, trước hết tôi trồng cây ha, tính gì tính. Tức là tôi là phát triển cây xanh ở bên bển, tức là đang trồng.
thì trong tương lai một vài năm thôi, cái đám cây xanh nó phát triển được, nó sẽ trở thành một cái đám rừng nhỏ nhỏ, nó như một cái, tôi cảm giác giống như một cái ốc đảo xung quanh giữa rất là nhiều các cao ốc. Đây là cái điều mà rất là cần thiết cho chúng ta. Và không có một cái sự mà sàng lọc không khí nào tốt bằng môi trường thiên nhiên như thế. Cho nên một trong những đất nước mà hạnh phúc nhất bây giờ đó là người ta phải nói là Bhutan. Bhutan là với một cái đất nước nó nhỏ nhưng mà diện tích cây rừng bao phủ mặt đất chiếm 70%. Và họ có thể tự hào trên thế giới rằng là họ là một trong những đất nước về môi trường, nhiệt độ, khí hậu là lúc nào cũng con số âm. Khí thải và mọi thứ họ bảo đảm với thế giới rằng là họ thải khí ở mức độ âm. Và họ sống an lành bởi vì nơi đó là một cái nơi mà Phật giáo là xem như quốc giáo. Và họ sống cái đời sống mà gọi là về giáo dục và y tế đó là hoàn toàn miễn phí với tất cả cái công dân trong đất nước họ. Y tế và giáo dục đó thì đừng nói đến tiền, tức là chính phủ hoàn toàn lo cho họ. Mặc dù đất nước họ không thuộc về dạng giàu có như những quốc gia giàu có trên thế giới, nhưng mà đời sống quần chúng an lành, hạnh phúc. Và nhất là môi trường thiên nhiên khí hậu của họ, họ bảo đảm. Và đó là chỉ thị từ quốc vương cho đến thủ tướng của đất nước họ, là chỉ thị về mặt là trồng cây xanh mặt đất, bảo đảm với diện tích gọi là lúc nào cũng hơn 70% cây xanh bao phủ mặt đất. Mình thấy là những cái đó là mình thấy rất là hay. Nhiều quốc gia trên thế giới của mình lên mình thông tin là biến đổi khí hậu rồi hạn chế cắt giảm khí thải, nhưng mà nước nào cũng tăng vọt. Nhưng mà những đất nước mà con số âm như Bhutan là cái chuyện nó không thể, kiếm chắc một vài cái đất nước còn lại thì chưa thấy thông tin. Họ nói cũng nhờ như vậy mà những đất nước xung quanh của họ thừa hưởng cái rừng cây của họ mà gọi là chuyển hóa tất cả các khí thải đó, và đậm tí ảnh hưởng một cái vùng xung quanh rất là tốt. Bởi vì cái khí thải của họ khoảng 2 triệu mấy mét khối trong mỗi năm, nhưng mà cái lượng mà có thể chuyển hóa của cây xanh của họ là tới trên 3 triệu lần. Một cái buồng phổi tự nhiên nó đã đủ cái sự sàng lọc đó rồi. Là nhìn thấy cái hiện tượng mà trời nắng như thế này là mình cảm thấy là cái việc này là mình lãnh đủ những cái hậu quả của chính mình gây ra. Cái này vừa rồi đi Hoằng Pháp ở miền Bắc, tôi có giảng một bài giảng là quả báo nhãn tiền. Nghe cái bài quả báo nhãn tiền tính là đấm mặt người ta tán lại mình cái liền à, theo cái dạng đó đó. Nhưng mà tôi không có nói dạng đó. Dạng đó nhiều người nói lắm rồi, tôi nói lại làm gì à, nói quả báo nhãn tiền, ví dụ ăn vô miếng gì đó nó cay, bị cay gì đó, hay là chúng ta là hại người, người hại mình gì đó. Cái này tôi cũng có đề cập, nhưng mà cái đó là đã nghe nhiều rồi. Nhưng tôi chỉ đề cập đến vấn đề quả báo nhãn tiền là chúng ta đã thải vào không khí và thải vào các nguồn nước cái gì, chúng ta sẽ bị thiên nhiên trả lại tất cả cái điều đó cho chúng ta. Đây là cái điều mà tôi có chia sẻ một cách rất là tận tình. Dĩ nhiên là các bài giảng về môi trường tôi đã nói nhiều rồi. Ví dụ thiên tai thảm họa và môi trường nè, trái đất này là của chúng ta nè, tận thế do đâu nè. Mấy cái bài giảng này là tôi chia sẻ về các vấn đề của môi trường. Chúng ta không thấy môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến chén cơm manh áo của chúng ta. Chúng ta đâu có sợ. Bởi vì thông thường các vị nên biết rằng là cái gì mà chúng ta thấy nó tác động trực tiếp mà chúng ta thấy được á, chúng ta mới sợ. Nhưng mà những cái mà ví dụ chúng ta tuôn ra dòng nước, những chất độc nguy hiểm, chúng ta đâu có sợ. Bởi vì chúng ta tuôn độc này ra, nhưng mà chúng ta uống cái khác, chúng ta nghĩ độc này ai lãnh thì lãnh chứ đâu phải ta. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết đó là một hiện tượng domino. Chạy hết dòng rồi cuối cùng nó đập lại chúng ta, là nó đập phía sau lưng á. Cái domino xếp thành vòng tròn, hay chúng ta đẩy một miếng này, chúng ta nghĩ là miếng này nó lật gọng kệ đó, nó dính dáng gì ta. Nhưng mà không ngờ nó đại một vòng, nó đập lại cái lưng ta không hay. Các vị hiểu cái đó không? Các cái miếng mà dựng nhau nguyên vòng tròn, cái chúng ta đứng đó, chúng ta đẩy phía trước kìa nè, ngon đâu, đẩy đâu làm gì tao đâu. Các bạn không? Thì mấy miếng trước ngã rạp rạp khoái, đúng không? Ngã gạp, quay lại đập đầu bệnh sau lưng. Mà cái đó là chúng ta không bao giờ để ý tới.
Đa phần là chúng ta như thế. Vừa rồi hiện tượng cá chết bằng các cái vùng bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình gì đó, chúng ta thấy chết hàng ngày như hàng chục tấn vậy đó, cá cứ chết rồi là nổi lên đền đó. Mà chúng ta nghĩ tự nhiên cá chết à, nó phải là cái gì chứ? Chúng ta phải đưa vào thiên nhiên cái gì đó, chứ không thể tự nhiên nó chết như vậy được. Còn bây giờ mưa đá vừa rồi ở đâu? Vừa rồi ở Nghệ An hay gì đúng không? 2 tiếng đồng hồ là chuyện chưa có trong tiền lệ. Nhưng mà bây giờ những cái gì mà tiền lệ chúng ta chưa bao giờ có, bây giờ nó có. Cái gì cũng có thể xảy ra được. Và mọi thứ không có cái gì để gọi là tự nhiên. Nên nhớ như thế nha. Không có cái gì gọi là tự nhiên cả. Cho nên cái bài giảng mà thiên tai thảm họa và môi trường á, trái đất này là của chúng ta, hay là tận thế do đâu, và bên cạnh đó có bài giảng là sống tiết kiệm, tôi có dặn dò với các vị về vấn đề tiết kiệm nguồn nước á. Chúng ta nghĩ rằng á, ngày xưa là nơi chúng ta là mạng lưới sông ngòi dài đặc, chúng ta đâu có lo đâu. Chúng ta ỷ lại, và thật sự bản thân tôi cũng ỷ lại nữa. Người ta cảnh báo rằng nước Việt Nam là một trong những đất nước là thiếu nước trầm trọng vào năm 2019. Nhưng mà chưa tới 2019, mới 16 à. Là bắt đầu lê lết hơn về nguồn nước rồi. Hồi sáng tôi mới gặp cái cô nào nói ở cái vùng Tây Ninh Trảng Bàng vậy đó, các cái giếng cạn hết rồi, không có nước xài. Quần chúng cả vùng vậy bây giờ nhờ cái hồ nào nó còn sót lại dưới đáy để xúm nhau xài thôi. Thấy đơn giản như vậy nhưng mà chỉ cần thiếu nước xài thôi chúng ta thấy khủng khiếp thế nào. Cách nay vài tuần, 9 tỉnh miền Tây, còn khi mà bị ngập mặn cái là mạng lưới sông ngòi dài đặc, chẳng xài được gì trơn trọi. Có nước nó mà không xài được, giống như thành phố có nước mà không xài được. Nước thành phố không xài được là do nó quá bẩn, tức là ô nhiễm. Còn cái nước miền Tây nó không bị ô nhiễm mà bị ngập mặn. Khi nguồn dòng sông Mekong đã bị các nơi đắp đập, thủy điện á, chặn hết nguồn, chúng ta là hạ lưu. Các dòng sông miền Tây chúng ta là hạ lưu của sông Mekong. Cho nên các nguồn chặn đó, mấy cái chục cái đập thủy điện theo cái dòng sông Mekong qua các nước từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia tới gì đó, Lào rồi mới tới chúng ta. Rồi chúng ta dưới này nếu ở trên họ xiết cái là thôi, dưới này chúng ta cạn nguồn. Mà các vị biết là nguồn nước chúng ta hạ lưu và chúng ta cạn, xung quanh cái chúng ta là gì? Là biển. Thành ra nước chúng ta cạn thì nước biển tràn vào thì tự nhiên ngập mặn thôi. Ngập mặn lúa cũng chết, hoa màu cũng chết, nước không có sử dụng được, không tắm rửa được hết. Khối nước bình thường chúng ta trả là bao, nhưng bây giờ các nơi từng xài nước ngọt như thế, bây giờ đụng cái mua khối nước 200 ngàn. Khối nước 200 ngàn, ta chở xe từ đâu á, người ta mới chở về tới đó. Ở vùng đó cũng không có lấy nước đâu mà có nước ngọt để sử dụng nữa. Giờ nước tắm, nước gì thì không có hết trơn á. Bình thường chúng ta coi như là xài thoải mái. Cho nên trong cái bài Sống Tiết Kiệm, tôi có trích dẫn cho các vị một bức thơ người ta tiên liệu cho thế giới của chúng ta vào năm 2070. Cái chuyện mà nhảy xuống sông tắm hay là vào hồ tắm là một chuyện mà gọi là như chuyện cổ tích đối với cái giới trẻ vào thời điểm đó. Nó nhìn nó không biết cái đó là cái gì, bởi vì trong thời điểm của nó không có cái đó. Nó nhìn thấy một trẻ em nhảy vô hồ bơi lội, nó không biết cái đó là gì. Nó sẽ hỏi ba má à, đây là hình ảnh gì vậy? Hoặc là ông bà, hình ảnh gì vậy? Thì thời điểm đó, là con người chúng ta phải hình dung lại mấy chục năm về trước mới nói là con à, ngày xưa nước sông hồ vậy vậy đó, rồi người ta nhảy xuống tắm vậy đó. Nhưng mà trong thời điểm của các trẻ hiện giờ không có cái đó. Và trong thời điểm đang là đó đó, nhìn thấy các phụ nữ trọc đầu như tôi nè, thậm chí cọc hơn nữa. Nó nói, má, sao mà con thấy những cái hình ngày xưa phụ nữ tóc đẹp lắm, dài, thước tha này kia đẹp lắm. Sao giờ con thấy phụ nữ nào cũng đầu trọc lóc hết trơn vậy má, là ba? Thì ba má mới giải thích rằng ngày xưa có nước gội đầu con à, còn bây giờ đâu có nước gội đầu đâu. Nè, bây giờ phải giải thích như chuyện cổ tích vậy đó. Mà một cái chuyện thực tế rất là đau lòng. Mà điều đó cũng có thể xảy ra. Nếu môi trường ô nhiễm mà càng nặng thì điều đó chạy đường trời cũng không khót nữa. Và mai này chúng ta đi ra đường, chúng ta đừng nói mua khẩu trang bịch kiểu này, không có. Đi ra mua mấy cái túi oxy thế này để thở dọc đường. Ngày mai này người ta sẽ bán các bịch oxy
Để người nào cũng treo bịch để vừa đi vừa thở. Hấp dẫn à, tới đó hấp dẫn. Giờ muốn thở oxy phải vô bệnh viện đúng không? Còn mai này oxy phải bán dọc đường vậy đó, muốn thở chạy ra mua. Thậm chí trong nhà ngộp quá chịu không nổi, chạy đường mua má bịch oxy con về gắn vô thở, thư giãn. Các vị nên nhớ, một diễn cảnh này là chuyện mà xảy ra trong tầm tay chứ không phải là xa. Nhưng mà bây giờ không có một quốc gia nào mà muốn mình thua hết đó. Cho nên đua nhau để sản xuất, đua nhau để mà vì công nghiệp quá mọi thứ này kia kia nọ. Các vị thấy rằng khí thải mà thải vào không khí một cách vô tội vạ. Các lò giết mổ cũng là nguy hiểm mà các vị đâu biết đâu. Hàng ngày chúng ta giết mổ chúng ta nghĩ không có ảnh hưởng đến cái gì. Chúng ta đang nóng quá này, cái chuyện giết mổ và nóng quá hai cái này khác nhau. Chúng ta sai rồi. Nóng quá và việc giết mổ là một đó. Mà không bao giờ ai để ý, các nhà khoa học thì mới để ý. Người ta nói rằng các khí mê tan của chúng ta do các lò giết mổ đó, khi mà thải ra bên ngoài là những khí mê tan này nó sẽ bao một cái lớp ở xung quanh trái đất chúng ta. Thay vì các vị nên biết rằng khi các tia nắng và nhiệt độ nó từ bên ngoài trái đất nó rọi thẳng vào, tức là từ mặt trời đi thẳng vào trái đất chúng ta, thì nguyên tắc nó sẽ thoát ra trong không gian trở lại. Nhưng mà các khí mê tan là một cái dạng mà gọi là nó bao phủ như thế này, thì các nhiệt độ đã thay vì thoát ra nhưng mà thoát được, nó bị khí mê tan chặn, cho nên các nhiệt độ nó sẽ quặn lại trái đất của chúng ta. Tức là chúng ta bị bao trùm một cái nhiệt độ mà càng ngày càng tăng dần, chứ không bao giờ nó giảm được. Một cái điều mà không cách nào giảm được, hiệu ứng nhà kính tăng dần. Những cái điều này các nhà khoa học thông báo, nhưng mà chúng ta thấy ủa việc này với việc đó đâu dính gì nhau đâu. Nhưng mà chúng ta chết gì nữa mà không hay. Cho nên ở đây nói để nghe chơi thôi, chứ làm là cái chuyện này của các nguyên thủ quốc gia. Phải cùng nhau kêu gọi, phải cái gì đó. Bao nhiêu lần họp về môi trường, rồi cắt giảm khí thải. Cái chuyện này là của tầm vóc quốc gia và thế giới. Ở đây chúng ta lái nhải chơi cho vui thôi, không làm được gì. Cho nên đã hiểu là một phần, nhưng mà làm được hay không là một vấn đề. Những nhà khoa học cũng hiểu được vấn đề đó, nhưng mà không còn cách khác. Các nhà khoa học đang cố gắng chế tạo thịt nhân tạo, các vị biết không? Họ chế tạo thịt nhân tạo để chi? Để giảm cái việc mà sát sanh. Có hai lý do. Thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, và thứ hai là hạn chế đi sự tàn ác của con người. Các nhà khoa học vẫn nói mà, họ ăn thịt nhưng mà họ vẫn biết một hành động đó là nhẫn tâm và tàn ác. Cho nên họ tìm ra cái cách là họ nuôi các tế bào trong nước dinh dưỡng do họ chế tạo, và các tế bào lớn lên. Nhưng mà chỉ có bây giờ cái giá thành quá đắt đỏ, một miếng thịt như vậy hàng trăm ngàn đô la lận, chưa phải là một cái miếng thịt để rồi mọi người cùng ăn được. Nhưng mà các cái miếng thịt đó bây giờ vẫn còn cái lượng nước rất là nhiều, tức là chưa có mà săn chắc như là thịt thiệt bây giờ. Tức là trong tương lai họ làm giảm thêm lượng nước nữa, tức là họ đã thành công. Và họ làm sao sau này trở nên là hạn chế sự giết mổ đến mức độ tối đa, nhưng mà vẫn có thịt để cung cấp về nhu cầu sống của mọi người. Các vị thấy rằng những cái người có tầm nhìn xa, các nhà khoa học thấy hết á. Nhưng mà muốn can thiệp là cái chuyện không phải dễ. Nhu cầu của con người chúng ta là càng ngày càng tăng. Chúng ta đòi hỏi cái quyền tự do để được hưởng thụ trong tất cả các thứ rất là cao. Đó là một tham vọng của con người, không bao giờ dừng lại. Chỉ có những người biết tu, có những người biết kiềm chế thì quả mai dừng lại. Còn bằng không, không ai có thể chịu dừng, ngu sao dừng. Người ta chỉ nói một câu ngu sao dừng, làm người dừng, ngu à, làm thầy chùa mới dừng, chứ còn tao dừng làm gì. Thế. Quan niệm thông thường là như vậy. Kêu họ dừng, họ nói tao đâu phải thầy chùa. Cái vấn đề này tôi hiểu. Nhưng mà sự sống được bảo tồn hay không là do tất cả cộng đồng, trong riêng ai chứ. Còn con người chúng ta cái quán tính là gì? Khai thác, sử dụng hết mức. Mắt cũng tìm cách nhìn hết mức, tai nghe hết mức, mũi ngửi hết mức, chừng nào banh lỗ mũi thôi. Nó vậy đó. Lưỡi nếm vị nếm hết mức, thân xúc chạm tìm cách xúc hết mức, ý tưởng suy tư hết mức.
các vị thấy rằng những người xài thuốc lắc gì đó, bồ đà, đập đá gì đó, mấy cái này là gì? Tận hưởng bằng ý tưởng. Họ phải xài ý tưởng của họ. Các vị biết rằng năng lượng mà tập trung trong não của họ tưởng tượng được những cái khoái cảm như họ mơ ước, thì các vị biết rằng nó phải tốn hao bao nhiêu năng lượng trong con người để có cái cảm xúc đó. Cũng giống như là cho với cái nhiệt độ càng nóng mà máy lạnh nó muốn có một cái độ lạnh ở bên trong, thì bên ngoài nó phải là tiêu thụ bao nhiêu năng lượng đó để nó có thể nó tạo ra được cái lượng khí này. Nhiệt độ ngoài càng mà mát á, thì cái mức độ tiêu thụ ít đi, mà nhiệt độ ngoài càng nóng là nó tiêu thụ lớn dần và nó thải lại lớn. Tức là nó tiêu thụ lớn và nó thải lại lớn để có một cái nhiệt độ thấp ở bên trong. Thì cũng vậy, con người chúng ta, cái bộ não chúng ta tận hưởng về cái khoái cảm, cảm giác thần tiên gì đó càng lớn thì cơ thể của chúng ta nó phải tập trung bao nhiêu năng lượng để đốt cháy cái đó. Cho nên những người mà xài những cái chất đó đó, đôi khi họ ăn uống rất là ghê sợ mà họ không mập nổi. Tức là họ đốt cháy bằng cái năng lượng của ý tưởng, đốt cháy hết à. Nếu mà nhìn ra rồi các vị thấy rằng cái quy trình sống của mỗi con người thì hiểu rất rõ, nhưng mà làm nó không làm được. Và một cá nhân nào muốn làm cũng giống như lấy muối bỏ biển thôi, không làm được gì hết á. Nó không phải là chuyện của cá nhân. Một cộng đồng Phật giáo như thế này cũng không là cái gì. Nhưng nó vẫn có tác dụng ở chỗ là nếu nhiều người tác động đến cộng đồng càng lớn thì đó là cái chung của chúng ta. Có thể chúng ta không làm được với thế giới, nhưng mà trước hết cái cộng đồng của chúng ta làm được, hay là quốc gia chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta đồng lòng. Ví dụ Bhutan tại sao họ làm được? Cả nước họ sẽ làm được một cái điều gì đó thì một cái quốc gia khác cũng có thể làm được vậy. Và điều này nếu mà ý thức con người cao về vấn đề môi trường, về sự sống, về sự thương yêu, sống mình còn biết thế hệ tương lai, còn nhìn những cái đứa cháu mình mới đẻ lạc quạc này nè, ngày mai này nó cần phải có một sự sống nè. Còn hôm nay chúng ta sống mình như thế này, mai này các đứa trẻ chúng ta lớn lên và sống thế nào, nếu chúng ta nghĩ về 30 năm sau cho nó, thì rất có thể bằng tình thương này cho một thế hệ tương lai, từng bước con người chúng ta sẽ giúp nhau cải thiện thì quả mai. Còn bằng không thì chúng ta rất là mệt mỏi. Nhiệt độ thời tiết là một vấn đề chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta dường như thấy mình vô tội dạ trong cái việc này. Mặt trời nắng nóng chứ đâu phải tại tôi. Nhưng mà sự thật tại tôi ở trong đó. Có tôi nó mới nóng đến độ ghê gớm vậy đó. Chứ không phải đơn giản. Phải có tôi ở trong đó. Nhưng mà mình thấy giống như mình vô tội dạ. Tôi đâu làm gì đâu. Tôi sản xuất, tôi cho thổi lên trời mà cái trái đất bao la, vũ trụ bao la mà khói đó là nhiều thế vô hại. Chúng ta đâu biết rằng chúng ta đều góp phần trong việc đó đó. Nhưng mà những người đó khi nắng về có la không? Hả? Mấy người đó có hả không la sao nắng quá không? Nhưng mà tôi làm nóng quá mà tôi đâu biết. Các vị nên nhớ vậy. Vừa rồi tôi đi Hà Nội gần 10 ngày mà không thấy mặt trời được lần nào chứ. Một số người họ nói là do khói mù hay là mây mù gì đó tôi không hiểu. Tức là lúc nào cũng mây mù, khói mù dày đặc trong 9-10 ngày. Tôi không thấy được ánh mặt trời một giờ nào, một phút nào ở trong suốt quá trình tôi ở Hà Nội. Cho nên đó là những điều mà chúng ta thấy rằng môi trường mà nó ảnh hưởng á, thì nói chung cuộc sống của chúng ta báo động, bệnh tật và mọi thứ của chúng ta bắt đầu. Và nhất là con người chúng ta sẽ bị căng não và chúng ta sẽ stress nhiều hơn. Và con người stress nhiều hơn chúng ta sẽ mất kiểm soát mình nhiều hơn và làm bậy nhiều hơn. Rất là nguy hiểm, giữa chúng ta và thế giới nó có sự cộng hưởng, đó là gọi là nhân duyên. Thôi đi thời sự chút thôi, quay trở lại việc của mình. Và việc của mình là việc gì? Hả? Thôi chúng ta trở lại cái việc của mình là do các vị đề nghị là lâu lâu phải tổ chức một buổi Phật Pháp vấn đáp cho các vị để có những điều các vị trăn trở thắc mắc gì đó. Thì tôi có nói các vị gửi các câu hỏi về với ban tổ chức. Và tôi sẽ chia sẻ để gỡ một phần trong những cái rào cản trên vấn đề tu tập nhận thức của chúng ta. Thì hôm nay tôi cũng đáp lại lời yêu cầu của các vị. Tôi chia sẻ với các vị buổi Phật Pháp vấn đáp với thời gian cho phép. Thì bây giờ các số lượng câu hỏi các vị gửi về cũng tương đối nhiều. Thì tôi nói với ban tổ chức
sàng lọc ra một số những câu trùng thì thôi bỏ, hoặc những câu nào đã từng nói nhiều rồi thôi bỏ. Chúng ta chọn lọc những cái gì mới mà nó làm cái rào cản vướng mắc của các vị trong nhận thức và tu tập của chúng ta. Thì tôi sẽ giúp các vị một phần theo thiện ý của chúng tôi trong các câu hỏi của các vị. Bây giờ vấn đáp bắt đầu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin được trình bày câu hỏi thứ nhất như sau. Kính bạch thầy, con nghe nói niệm Phật cầu gia vị, nhưng cũng có nơi nói niệm Phật cầu gia hộ. Như vậy, gia vị và gia hộ từ nào đúng hơn? Kính xin thầy giải đáp cho chúng con. A Di Đà Phật. Sao các vị cười? Hả? Tự nhiên nghe câu hỏi này cái muốn ăn nữa rồi. Gia vị với gia hộ. Gia vị là gì? Gia vị là đường, muối, bột ngọt. Phải không? Đường, muối, bột ngọt là cái đó gọi là gia vị. Xin thưa các vị, do chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta nghe cái từ nó giống giống nhưng mà không phải. Cái từ nó là gia bị. Cái chữ gia bị là chữ Hán Việt. Gia hộ cũng là từ Hán Việt. Ra đây khi mà phân tích ra là gia bị hay là gia hộ, hai chữ này đồng nghĩa nhau. Cái chữ hộ cũng là bảo hộ, mà chữ bị cũng là bảo hộ, giúp đỡ. Cái chữ bị và chữ hộ giống nhau, cho nên những người xài cái chữ là xin Phật từ bi gia hộ thì chúng ta nghe cái chữ gia hộ chúng ta thấy nó dễ hiểu hơn. Còn cái chữ gia bị, thật ra mà nói chúng ta bị cái từ bị của tiếng Việt á, cho nên là chúng ta bị nó cản trở. Có nghĩa là các vị thường thường lên giảng đường mà kêu các vị đem cái bị đi xuống dưới kia gửi, thì cái bị của chúng ta đó là cái chữ bị tiếng Việt, là cái bị cái vỏ cái túi của chúng ta. Nhưng mà cái chữ bị của Hán Việt thì không mang cái túi cái sách, mà cái chữ bị này là sự gia hộ, ủng hộ, giúp đỡ, che chở. Cho nên cái chữ gia hộ hay gia bị, hai chữ này giống nhau, đều xài được. Nhưng mà cái từ mà gọi là để ai cũng có thể cảm nhận hiểu được thì chúng ta xài từ Hán Việt, nhưng mà dường như nó gần gũi cái hiểu của chúng ta là từ gia hộ, chúng ta dễ hiểu hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin được trình bày câu hỏi thứ hai như sau. Ba mẹ hai bên muốn có cháu bồng, nhưng theo quan điểm của hai vợ chồng con thì không muốn sinh con. Vậy chúng con có phạm vào tội bất hiếu không? Kính xin thầy giải đáp cho chúng con. A Di Đà Phật. Tôi muốn nuốt nước không hồng nổi luôn á. Cái này thì tôi có giảng trong một cái bài giảng thời cha kính mẹ hơn là đi tu. Nếu các vị nào nghe lại cái đĩa này sẽ hiểu cái câu hỏi này chính xác hơn. Còn đây không làm mất thời giờ của các vị, tôi nói một cách tóm tắt thôi. Thật ra các vị cũng cần tìm hiểu, bởi vì cái này nó na ná với nhau nhưng mà nó có cái khác á. Nếu chúng ta quan niệm bất hiếu về cái việc mà không sinh con thì chúng ta phải hiểu cái đó là cái hiếu của ai. Trong Phật giáo không quan niệm này. Nếu chúng ta là người theo đạo Khổng, ta là hiếu theo Nho giáo, thì cái chuyện mà không sinh con của chúng ta là một trong những tội bất hiếu. Còn quan niệm của đạo Phật không có chuyện này. Quan niệm của đạo Phật không lệ thuộc vào cái chuyện sinh con, mà thậm chí quan điểm của đạo Phật còn hạn chế về điều đó nữa. Thành ra cái việc mà có con hay không có con, cái việc đó nó mang cái nghĩa là tùy khả năng và tùy hoàn cảnh của mỗi con người. Có những người muốn có con mà không có được, tức là do một trong hai người có vấn đề. Bên cạnh đó có một số những người là thấy mình có thể không có khả năng để bảo bọc những thế hệ tương lai, thì người ta cũng tìm cách nhờ khoa học giúp cho người ta kế hoạch quá. Và một vài lý do gì đó thì tùy mỗi người. Nhưng mà đối với đạo Phật, cái này không có lỗi bất hiếu. Nhưng mà đứng về mức độ của Khổng giáo thì một trong những cái tội mà cơ bản là tội không có con.
Cho nên ngày xưa những cái người phụ nữ khi có chồng mà không có con, tự đi cưới vợ cho chồng mình. Cái này ngậm đắng nuốt cay nhưng mà cũng phải làm. Bởi vì người ta thấy người ta có lỗi, có tội với gia đình đó. Cái này rất là đau thương. Cho nên cái câu mà quan điểm là cây độc không trái, gái độc không con á, là từ thời phong kiến mới có. Cho nên không có lệ thuộc vào cái thời buổi của chúng ta. Thời buổi của chúng ta nó không lệ thuộc vào cái quan điểm đó. Bởi vì ngày xưa người ta đặt nặng về điều đó do quan điểm phong kiến Nho Gia nó đã ám ảnh bao trùm con người chúng ta vào thời buổi đó. Thời buổi này nếu một người mà sinh nhiều con, chúng ta cảm thấy là một nỗi khổ. Một đứa con là muốn điên rồi. Ăn, học, mọi thứ, chăm sóc, bây giờ một đứa con không đơn giản. Cho nên có những người người ta rất là sợ nhiều con. Người ta có nhiều con người ta sẽ lo không tròn và nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta hiểu từng giai đoạn và riêng về nguyên tắc nhân quả, có con hay không có con, không có tội về nhân quả. Cho dù cái đất nước đó còn quy định vậy, quan niệm con người vẫn còn vậy, là cái chuyện đó trong quan niệm tập thể của xã hội thôi. Nguyên tắc nhân quả vẫn không rơi vào cái chuyện này để mang cái tội bất hiếu hay gì đó. Cho dù cha mẹ có buồn rằng sao không sanh cháu cho má bồng hay là cho ba bồng gì đó, đó là việc cảm giác của cá nhân mỗi người. Còn chúng ta không có điều kiện để có con, hoặc là chúng ta không thể nào có khả năng để chăm sóc nổi với một lý do gì đó, thì việc đó về mặt nhân quả chúng ta không có tội. Còn cái tội có đi chăng nữa là quan niệm Nho Gia kết tội về điều đó do cái quan niệm riêng của họ. Người Phật tử chúng ta là không phải đạo Nho, cho nên là chúng ta không rơi vào cái tội trong cái việc đó. Các vị nào là Phật tử thì nếu gặp trường hợp gia đình ba mẹ có những cái nỗi buồn hay là khó chịu về các vấn đề đó, thì tùy nghi phân giải một cách hợp tình hợp lý để làm cho người lớn được thoải mái hơn trong cái việc là tại sao chúng ta có và tại sao chúng ta không. Đó là sự khôn ngoan và giải thích một cách hợp tình hợp lý của tất cả các vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin được trình bày câu hỏi thứ ba như sau. Kính bạch Thầy, trong Đạo Phật có kinh Huỳnh Đình không? Vì con nghe nói kinh Huỳnh Đình là kinh cao nhất trong Đạo Phật. Kính xin Thầy giải đáp cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái này tôi cũng đã được tìm hiểu sơ sơ. Cái từ này đối với các vị rất là lạ, kinh Huỳnh Đình, đúng không? Nhưng mà đúng ra mình không cần bận tâm. Nhưng mà khi người ta nói rằng kinh Huỳnh Đình là kinh cao nhất của Phật giáo thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu can thiệp. Còn nếu mà kinh Huỳnh Đình đó của ai đó, đạo nào đó, của một ông nào đó, sáng tác ra thế, việc đó chúng ta không cần bận tâm và không cần can thiệp. Nhưng khi người ta cho rằng kinh cao nhất của Phật giáo thì bắt đầu chúng ta can thiệp. Tại sao vậy? Khi cho cao nhất của Phật giáo thì cái từ này nó mang tính cách là lừa bịp. Tức là để dụ khị lừa bịp thì bắt đầu chúng ta mới can thiệp. Chứ còn bây giờ người ta nói là kinh Huỳnh Đình rất hay, kinh Huỳnh Đình là của gì thì chúng ta không can thiệp, đó chuyện của mọi người mà. Cái đó quyền tự do. Còn khi dính cái chữ Phật giáo vô là cao nhất của Phật giáo thì bắt đầu chúng ta can thiệp để thứ nhất cho người Phật tử hiểu rằng trước hết đó không phải là kinh của Phật giáo cái đã. Còn người nào nói ra như vậy là vì muốn dụ người Phật tử, tức là họ muốn lừa người Phật tử theo một cái gì đó. Còn nguồn gốc xuất phát kinh Huỳnh Đình, đây là một trong những thư tịch của lão giáo. Người ta hướng dẫn cái cách tu học và những lời thuyết minh trong đó để đưa con người hành trì như thế nào đó để gần gũi với thần tiên. Và khi hành trì cái này, họ sẽ được gần với thần tiên và thần tiên sẽ gia hộ họ gì đó. Và họ nói là nếu mà trì được 10.000 lần thì các vị sẽ thành tiên tại cuộc đời này. Thì cái này, cái việc của kinh sách họ mình không cần bàn tới. Và ai là người sử dụng kinh này đó vì của người ta. Còn riêng người Phật tử, chúng ta không có nhầm lẫn. Thứ nhất, kinh này không phải là kinh của Phật giáo. Thứ hai, cái chuyện mà hành trì để đạt được mức độ gần gũi thần tiên không phải là mục đích của người học Phật chúng ta. Chỉ cần biết hai điều cơ bản này thì là đủ rồi. Còn cái việc đó nội dung nói gì chuyện của nó. Rồi, A Di Đà Phật.
Con xin trình bày câu hỏi tiếp theo như sau. Kính bạch thầy, trong đạo Phật có năm tông và bát tông. Năm tông còn ăn mặn, những người chưa quy y và ngoại đạo chê trách đi tu mà còn ăn mặn. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con phải giải thích sao với họ. A Di Đà Phật. Cái này thì đối với những đất nước Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta còn bị ngăn cách bởi cái này. Nhưng mà nếu chúng ta đến những đất nước như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào thì việc này người ta không biết ăn chay là gì. Nhưng theo tôi thì tôi thấy rằng cái việc ăn mặn ăn chay tùy mỗi cái tông phái hay mỗi người. Nhưng trước hết thì nếu một người học Phật thì chúng ta thấy ăn chay thì quá tuyệt vời. Phải nói là như vậy, tôi đã chia sẻ cái này rất là nhiều. Một người dù ăn chay với bất cứ lý do gì, dù bảo vệ động vật, dù vì môi trường, dù vì sức khỏe, và bên cạnh đó dù vì tín ngưỡng hay là tôn giáo, thì sự ăn chay đó vẫn được tôn trọng. Chúng ta không ăn chay được thì chúng ta không có một lý do để chỉ trích những người ăn chay. Dù chỉ trích lý do gì chúng ta cũng không phù hợp. Chỉ trích mà để rồi là để bảo vệ cái việc ăn mặn của chúng ta đó là không phù hợp. Còn cái việc ăn chay ăn mặn trên nguyên tắc bình thường, không vi phạm luật pháp, cái chuyện đó chúng ta có quyền. Nhưng mà cái người Phật tử Việt Nam chúng ta sở dĩ còn vụ chay và mặn là Phật giáo Bắc Tông, hay là gọi là chung là Phật giáo Đại Thừa, hàng nghìn năm đã ăn sâu vào trong cái tâm hồn của người Phật tử Việt Nam. Cho nên cái cảm giác này nó vẫn còn là một nhà tu thì cần phải chai lạc như vậy đó. Thứ nhất là ăn chai lạc để được sự kính trọng trong cái quan điểm mọi người. Mặc dầu mục đích của cái việc ăn chay trong đạo Phật không phải là ăn chay để được kính trọng, nhưng mà quần chúng Phật tử xưa nay biết rằng những người tu ăn chay thì họ quý, bởi vì họ ăn không được. Trước hết là ăn chay không phải là để mọi người họ kính trọng, nhưng chúng ta làm được điều đó thì tự thân những người khác phải quý và tôn trọng. Nhưng mà nhân duyên của mỗi con người, nếu chúng ta cảm thấy tu theo cái pháp nào được thì chúng ta tu. Có những người ăn chay không được, nhưng mà họ cảm thấy rằng Nam Tông thì ăn mặn được. Họ thấy cái khó nhất của họ là ăn chay không được, cho nên họ nghĩ tu theo Bắc Tông không được, nhưng mà Nam Tông họ có thể tu theo được. Thì đó cũng là cái cơ hội nhân duyên đưa họ đến với Phật Pháp. Còn cái chuyện mà nhân quả là quy luật rồi các vị. Nhân quả là quy luật, không mang cái nghĩa là do Bắc Tông hay do Nam Tông hay là do Phật nói hay là không nói. Điều này nó mang cái nghĩa là quy luật là vậy, nhân quả là vậy. Cho nên cái giới sát sanh là giới đầu tiên của cả Phật giáo Nam Tông hay là Bắc Tông, đều là có giới sát cả. Cho nên cái việc giới sát đó không có mang cái nghĩa là chúng ta từng giới hạn là giới sát là không được giết người, không có. Ngày xưa khi còn là thái tử trong cung hoàng, Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa đã từng tranh cãi nhau để mà vì con thiên nga mà. Tức là Đức Phật vẫn bảo hộ cái sự sống, dù ngài lúc đó chưa xuất gia, chưa thành Phật, nhưng mà vẫn tôn trọng sự sống là con thiên nga để được bảo hộ. Và ngài đã cho rằng là mỗi con vật đều có quyền bình đẳng để sống mà. Tranh cãi để ngài cứu được con thiên nga từ mũi tên của Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì nguyên tắc không sát sanh là bảo vệ sự sống của tất cả mọi loài trên cuộc đời này, chứ không phải nói không được giết người. Chúng ta nói như vậy á, thật sự nói có đi chăng nữa nó cũng hơi bị thừa. Có một luật pháp quốc gia nào mà tôn trọng hay là bảo hộ sự giết người đâu. Cho nên việc đó khỏi cần có đạo Phật thì người ta cũng phải cấm cái việc đó, hoặc là có những cái luật để mà gọi là ngăn đe việc đó chứ. Thành ra trên nguyên tắc thì sát sanh hay là gì đó là nhân quả dai trả, là không thể ai phủ nhận. Còn cái việc tùy duyên của chúng ta, ăn chay được hay không ăn chay được, đó là việc của chúng ta. Còn quan điểm của mọi người thì chúng ta cũng phân tích cho mọi người hiểu. Tại vì quốc gia của chúng ta đã kéo dài hàng nghìn năm về quan niệm tư tưởng của Đại Thừa hay là của Bắc Truyền. Quan điểm ăn chay đã thấm nhuần trong tất cả mọi người. Cho nên nhìn thấy một nhà sư ăn mặn, cho dù ăn mặn với sự cúng kiến từ người khác, thì ở đây người ta cũng vẫn thấy nó không bình thường. Không bình thường là do cảm quan thói quen,
trong Phật giáo truyền thống của Việt Nam chúng ta. Như vậy, những quốc gia như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan đồ đó, thì cái việc này họ không có khái niệm ăn chay, cho nên là việc đó trong quần chúng họ là bình thường. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì bất bình thường. Nó cũng là tùy mỗi nơi như vậy. Chúng ta phân tích cho họ rõ. Bởi vì cái chủ thuyết ăn chay này trong những cái quốc gia Phật giáo đó họ không có thuyết minh. Họ cũng không có truyền thống đó và họ chưa bao giờ giới thiệu cho người Phật tử. Cho nên quần chúng đó thì từ xưa giờ chỉ một thói quen như vậy thôi. Nhưng mà khi những quốc gia như thế này thì rào cản á. Đó là một rào cản đó mà tôi cũng đã từng chia sẻ với các vị trong nhiều cái bài giảng rồi. Nói ra thì nó dễ dàng đụng chạm một sự nhạy cảm. Nhưng mà đó là một sự thật, không nói cách khác được. Nếu các vị ăn chay được thì cái thuyết minh về giới thứ nhất của Phật giáo và một mảng quan trọng trong Phật giáo đó là đạo từ bi, thì giới sát sanh và từ bi này đối với một người ăn chay chúng ta sẽ thuyết minh thoải mái và chúng ta có một cái thuyết phục hơn đối với tất cả mọi người. Cơ bản là như thế. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin được trình bày câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, khi Di Quang đưa linh cữu ra khỏi nhà có nên đập siêu không? Nếu con không đập siêu thuốc như vậy có sai không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Cái này á, vừa rồi á, tôi đi hoằng pháp ở miền Bắc, tôi mới biết được một chuyện và tôi mới hiểu liên kết đến chuyện này. Có nghĩa là có một cái ngôi chùa đó, ai mà muốn tiêu nghiệp á, thì họ sẽ cho cái người đó nằm ở trong cái nhà vệ sinh để mà gọi là sớm tiêu nghiệp. Thì tôi hỏi tại sao vậy? Tôi nói nhà vệ sinh có dính dáng gì đến chữ tiêu nghiệp? Thì mấy vị đó nói không phải thầy, nhà vệ sinh là cái từ mình nói thanh bai thôi, còn cái nghĩa thô của nó là gì? Là cầu tiêu. Cho nên vào đó nằm sẽ tiêu nghiệp. Tôi giật mình. Và chính vì đó tôi ngạc nhiên quá, cho nên hôm nay là khi hỏi cái này, thật sự tôi chưa biết, nhưng mà hỏi cái này tôi liên hệ ngay đến cái chuyện đó liền. Liên hệ ngay đến cái từ là từ ngữ làm cho con người ta máy móc. Khi Di Quang khỏi nhà, người ta đập siêu, cái này tôi chưa được nghe. Nhưng mà vì cái chuyện hôm trước, cho nên tôi có thể lý giải một cách chủ quan. Nếu có gì mà tôi nói chưa phù hợp thì sau này các vị cứ góp ý tôi chỉnh lại, không sao. Đây là chỉ là một sự suy luận thôi. Vì cái từ siêu này nó mang cái nghĩa là người ta liên hệ đến sự siêu thoát. Cho nên là Di Quang ra khỏi nhà thì đập siêu để mong rằng người này đi mau mau đi, đi đi, đừng có quay lại đây, đừng làm khổ tôi, đừng nhát ma tôi, đừng thế thế, đi mau mau cho nên đem siêu ra đập cho đi nhanh đi. Ý là cái từ siêu mang cái nghĩa siêu thoát. Cho nên từ cái việc mà vừa rồi tôi mới được liên hệ để hiểu cái này. Nhưng các vị thấy chúng ta máy móc đến độ mà khó tin, khó hiểu. Phải nói những cái tục lệ đó chúng ta còn với cái quan niệm này, thì phải nói rằng về mức độ quan niệm thông thường của dân trí chúng ta về mặt mà tín ngưỡng hay là các phong tục tập quán xưa của chúng ta đó còn rất nhiều vấn đề để mà chúng ta cần phải chia sẻ. Hãy nói là như thế. Ví dụ cái chuyện mà tôi nói cái nhà vệ sinh là chuyện ở chùa đó mà còn như vậy đó, thì bây giờ cái việc này là việc của dân gian người ta làm, thì các cái này tôi cảm thấy là giống nhau. Bởi vì cái hiểu của chúng ta là như thế đó. Tức là chúng ta muốn siêu thoát thì lấy cái siêu cái đập cái bùm cái là siêu thoát. Đơn giản đến độ như vậy. Còn muốn tiêu nghiệp thì vô nhà vệ sinh nằm. Rất là đơn giản. Siêu thoát và tiêu nghiệp nó đơn giản đến độ như vậy. Và cái này các vị nên nhớ, chẳng phải dừng lại tại đó. Tôi biết rằng còn hàng khối những từ ngữ khác để người ta phải dính mắc và người ta làm một cái gì đó. Những quan niệm về á,
chết không được chưng chuối rồi đó, nó cũng xuất phát từ cái này. Mà tôi ngày xưa tôi cũng từng bị từ chuối là không được xài một số từ ngữ, tức là chúng ta hay bị những ngôn ngữ mà do tập quán quen của chúng ta nó làm chúng ta hiểu như thế. Đây là một điều mà các vị cần can thiệp vào trong những gia đình. Con người chúng ta muốn giải thoát, muốn siêu hay không, nó không phải là như thế. Cần phải giúp cho người thân chúng ta hiểu biết các vấn đề. Cho nên nói cái này tôi mới nhớ lại một cái chuyện xưa đó. Bốn cái vị tỳ kheo mà muốn cái bà này bà cúng mà ăn á, bà này bà muốn chứng thánh, cho nên là nói là bà cúng dường một bữa ăn thịnh soạn đi, rồi tôi sẽ ban cho bà các quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm rồi đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng gần như thế, nhưng mà câu chuyện đó nó mang cái nghĩa khác, nhưng mà nó cũng na ná như thế này. Cho nên từ ngữ là một cái việc mà chúng ta dùng rồi để chúng ta can thiệp vào trong tất cả những cái việc mà nó thuộc về dạng mà gọi là về đạo đức. Thì cái này là đôi khi không nên, về tín ngưỡng đạo đức và mọi thứ của chúng ta. Đôi khi có những cái chúng ta lạm dùng thì chúng ta sẽ có lỗi đối với người thân, hay là nó để phản ánh chúng ta là về mặt hiểu biết nhận thức của chúng ta, nhất là người Phật tử mà còn như thế thì rất là kém cỏi. Phải hiểu là như vậy. Cái câu này tôi xin trả lời tới đó thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin được trình bày câu hỏi tiếp theo. Kính xin Thầy giải thích cho con và Phật tử hiểu khái quát về các loại thiền trong các bài giảng của Thầy có khác gì với thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn không? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thông thường tôi cũng có đề cập đến chữ thiền. Và thiền tứ niệm xứ là một thiền xuất phát từ trong một cái kinh gọi là Kinh Tứ Niệm Xứ của Phật giáo Nam truyền. Trong tứ niệm xứ gồm có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khái niệm này được Phật giáo Bắc truyền của chúng ta cô kết lại bởi bốn câu là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Thì cái này khi mà đọc ra các văn bản thì phần lớn các nhà nguyên thủy cho rằng là chúng ta cô động ở một mức độ quá, cho nên không phản ánh được ý nghĩa cốt lõi của tứ niệm xứ, và không phản ánh được cho một pháp hành trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một pháp hành để đạt đến cái chỗ mà gọi là thanh tịnh quá và có khả năng là giác ngộ. Còn trong khi chúng ta khái niệm trở thành cái việc gọi là lập thuyết, và chính cái lập thuyết ra như vậy thì phương thức để mà ứng dụng để đạt đến mục đích dường như nó không được rõ ràng. Và tứ niệm xứ là một trong 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần là 37 phẩm trợ đạo như một cái thuật ngữ Phật giáo. Xưa nay Phật giáo Bắc truyền ít dựa vào tất cả các cái nền tảng thuật ngữ Phật giáo này để ứng dụng tu tập. Còn các thuật ngữ Phật giáo Nam truyền lấy đó để triển khai thành pháp môn. Thì bây giờ tứ niệm xứ là một pháp môn tu. Một pháp môn tu, ví dụ như bây giờ thân thọ tâm pháp của tứ niệm xứ theo kinh Nguyên Thủy thì thân không đơn giản là quán bất tịnh, mà còn quán về hơi thở, về 32 thể trược, rồi bất tịnh nữa. Như vậy quán cơ bản nhất trên thân thì người ta quán chiếu để người ta đạt được mục đích là xa lìa tham dục, để đạt được sự thanh tịnh. Cho nên thiền của tứ niệm xứ là một trong những pháp hành căn bản để giúp cho những cái người mà khi mà hành trì các cái thiền này, người ta sẽ nhận thức được rõ về chân tướng của các pháp, rõ về chân tướng của bản thân, rõ về hiện trạng của tâm và rõ về các phương thức tu hành, trong đó gọi là quán pháp. Như vậy quán thân không là quán về hơi thở, thì đây là một cái phương pháp mà chính Hòa Thượng Nhất Hạnh đã sử dụng một phần nhỏ trong tứ niệm xứ là về quán thân. Tức là quán thân ở đây Ngài chỉ khai thác góc độ của hơi thở thôi, mà khai thác góc độ hơi thở đã giúp cho cái người ứng dụng đạt được cái mức độ có chánh niệm cao nhất trong mỗi hành động, mà chỉ có một phần thôi đó. Các vị nào có thể đọc lại quyển sách là Con Đường Chuyển Hóa của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ngài giảng và phân tích về tứ niệm xứ thôi chứ không có gì.
Các vị sẽ tìm lại trong đó Ngài phân tích chi ly đầy đủ. Cho nên cái cách nhìn nhận về tứ niệm xứ là một phương pháp thiền mà của Nguyên Thủy Phật giáo, thì họ dựa vào trên đó để mà họ quán chiếu. Và thiền về Vipassana hay là Samatha, tức là Vipassana là thiền quán, hay là Samatha là thiền định chẳng hạn, thì cũng căn cứ trên tứ niệm xứ này mà để khai triển. Nền tảng của quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp theo Nguyên Thủy Phật giáo là một phương thức để ứng dụng và hành thiền căn bản dựa trên sự quán chiếu đó. Ví dụ bây giờ quán thân bất tịnh cũng là một phương pháp thiền để đối trị tham dục, để thấy tính vô thường, vô ngã, giả tạm của bản thân. Hay là quán về 32 thể trược để thấy được sự ô uế đó. Quán tử thi cũng là một phần trong quán về thân. Rồi mới quán về hơi thở, tức là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Cái này bên Nguyên Thủy Phật giáo khai triển một cái phương pháp tu tập gọi là phòng xẹp đó. Hít thở vô ra và dựa vào cái sự phòng xẹp của cơ bụng mà để người ta điều tiết về thân và tâm. Thì cái này bên Nguyên Thủy Phật giáo họ khai triển các phương thức tu hành dựa trên tứ niệm xứ này. Quán thọ là quán về cảm xúc, cho nên khi nói về cảm xúc là quán thọ ngay trên các thọ, tức là thọ là cảm xúc, quán cảm xúc của mắt, tai, mũi, và dựa trên các cảm xúc là cảm xúc vui, cảm xúc buồn, cảm xúc trung tính, tức là quán về cảm xúc thọ lạc, quán về cảm xúc thọ khổ và thọ xả. Tức là những cái cảm giác này về phương thức tu hành của Nguyên Thủy Phật giáo là cho là một phương pháp để tu tập gọi là thiền. Cho nên thiền tứ niệm xứ là thiền được khai thác các góc độ khác nhau trên vấn đề quán chiếu về thân, thọ, tâm, pháp. Còn cái thiền tôi nói là tùy chỗ mà dụng ngữ. Ví dụ bây giờ tôi hay nói câu là dù tu tịnh, tu thiền, tu mật, thiền vẫn là cốt tủy của Phật giáo. Khi tôi nói như vậy, cái chữ thiền này nó mang cái nghĩa rất là chung. Cái chữ thiền là trạng thái đạt được sự thanh tịnh và nhất tâm. Tôi không biết các vị đi bằng con đường nào, bằng quán niệm hơi thở, bằng quán thân bất tịnh, hay là bằng quán chiếu sự giả tạm của các cảm thọ, vân vân, mà các vị đã đạt được cái mức độ là các vị tâm không còn dính mắc, tự tại, buông xả và thanh nhàn, thì tôi cho đó là trạng thái của thiền. Nhưng thiền có rất nhiều cấp độ khác nhau. Trước hết là các vị có trạng thái tâm thanh nhàn cái đã. Cho nên cái chữ thiền tôi dùng cái đó là một cái từ rất là chung. Chung có nghĩa bao gồm cả thiền tông, rồi thiền đại thừa, hay là thiền nguyên thủy, tùy ngữ cảnh để chúng ta dùng. Nếu một người thực hiện phương pháp tu bằng con đường nguyên thủy thì chúng ta làm sao đạt được trạng thái thiền của pháp môn chúng ta đang là. Một người hành theo thiền tông cũng đạt được cái trạng thái thiền theo phương pháp chúng ta đang là. Vậy thì dựa vào các trạng thái thiền đó, đó là mục đích, là cốt tủy của Phật giáo. Tại vì sao? Tôi thấy những người tu tập các pháp môn khác nhau bị cái này nó làm ngăn trở. Người tu tịnh độ xem nhẹ thiền, và thậm chí có những lúc miệt thị thiền, cho cái đó là không phải pháp môn của chúng ta tu. Và vì vậy, những gì liên quan đến thiền, họ xem như là một cái gì rất là dị ứng trong quan điểm của họ. Những người nếu có quan điểm đó, họ sẽ tự tách ra họ khỏi cái cốt lõi của Đạo Phật. Họ tu biết bao giờ để đạt được mục đích. Chắc chắn tôi bảo đảm luôn, những người đó bằng lòng tin đang thực hiện chứ không phải là mục đích để đạt được. Họ không bao giờ có một cái trạng thái an lạc, hoặc là họ không bao giờ có một lộ trình giải thoát rõ ràng, mà họ chỉ đang bằng niềm tin. Bị niềm tin mà ứng dụng theo cái cách đó, họ cũng giống như bao nhiêu tôn giáo có mặt trên thế giới này thôi. Do lòng tin thì không có sai, nhưng mà phương pháp hành bằng cách đó là lạc lối. Cho nên một số bài giảng tôi trình bày, có những cái vị mà tu tịnh độ, họ nói vì tôi tu thiền cho nên tôi hướng dẫn bằng cái cách đó, sai rồi. Và những người tu tịnh độ thì khác đi. Thật sự với các vị nước chung một dòng, nước trăm sông trải về biển, chỉ có một vị là vị mặn. Và chính vì chỗ đó là giáo pháp của Đức Phật cũng có một vị, đó là vị giải thoát, mà không đạt được mục đích của thiền. Mà tôi không nói là thiền Nam, thiền Bắc gì, trạng thái của thiền là mục đích tối thượng cho mỗi pháp môn. Mà nếu không có trong các pháp môn của chúng ta, không bao giờ chúng ta đạt được mục đích.
bảo đảm luôn. Và chính vì chỗ đó không khéo chúng ta trở thành người gọi là tu theo mê tín và lạc lối. Bằng niềm tin thì chúng ta tưởng tượng, chúng ta nghĩ như vậy là à được rồi, chúng ta nghĩ như vậy là tốt rồi. Thật sự tốt hay được đó là do chúng ta nghĩ. Các vị phải hiểu tính chất của từng pháp môn. Tu tập của các vị không sai, nhưng mà do các vị bị từ ngữ và pháp môn nó làm rào cản. Đây là những cái mà cản trở rất lớn cho các vị trên lộ trình tu tập. Cho nên có những người niệm Phật quá trời luôn rồi, nhưng mà cái đó để tu với Phật thôi, nhưng mà ai đụng tới tôi đi biết à, rồi dính líu đến tất cả những gì xung quanh đi rồi biết. Hay là họ đang tu tập rồi ai bên đó đó, họ đang tu mà bên đây chơi game đùng gì đó hang, rồi mày biết tao. Tức là cái trạng thái tâm của họ không giữ được, nhưng mà họ đang tu với Phật thôi, và họ nghĩ là họ giải thoát bằng cách đó. Những cái xung quanh họ, họ chưa thoát được thì đừng hòng để về cõi Phật. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy từ ngữ thiền tôi nói nó cũng lệ thuộc vào rất nhiều những pháp môn khác nhau. Cái cách để hướng dẫn vào, nếu chúng ta tu tập theo thiền tông thì cái trạng thái thiền theo thiền tông như thế nào, hay là gọi là tổ sư thiền đó. Còn nếu chúng ta tu tập theo các cái pháp môn khác như là pháp hoa tông hay là thiên thai tông đó, thì cái trạng thái của thiền đại thừa đó như thế nào, cái đó là nằm trong thiền đại thừa. Hay là các phương thức tu hành theo tứ niệm xứ là thiền nguyên thủy, thì mỗi một vị hướng dẫn như thế nào về phương pháp đó, thì cái người mà học theo cái đó phải nắm vững để ứng dụng để đạt được mục đích. Thì đạt được mục đích tông chỉ của tất cả các vị, dù thiền nam, thiền bắc, thiền gì đó, thì chúng ta cũng đạt được một mức độ gọi là thanh tịnh, hay là làm chủ tâm ý một mức độ cơ bản. Có thể chưa đi đến mục đích tối đa, nhưng mà chúng ta đã đi đúng đường. Dù quan niệm từ thiền tông hay là thiền đại thừa hay là thiền nguyên thủy mà chúng ta ứng dụng theo đúng với cái đường hướng này, thì trước mắt chúng ta đúng đường cái đã. Còn cái mức độ mà gọi là thiền chứng cao thấp, đó là tùy mức độ giác ngộ thể nhập của chúng ta trong các pháp môn, và trạng thái tâm của chúng ta nó đạt được mức độ nào, buông xả chúng ta đến mức độ nào, chánh niệm chúng ta đến mức độ nào, và tâm ý chúng ta bớt dao động đến mức độ nào, và chúng ta kiểm soát tinh tế cái ý niệm của chúng ta ở mức độ nào. Có những người ý niệm nó đến thô mới nhận ra, có người tế hơn mới nhận ra, có người bắt đầu khởi niệm để nhận ra. Đó là cái chuyện mà gọi là do ứng dụng tinh tế của mỗi con người. Chúng ta chánh niệm tâm ý từ ở chỗ mà chúng ta biết chúng ta sẽ khởi niệm kìa, là chúng ta đã hàng cao thủ rồi đó. Chứ không phải là đợi nó diễn dịch ra trong ý thức của chúng ta mới nhận ra. Mà chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ móng khởi về cái đó đó, mặc dù nó chưa trở thành các cái hiện tượng trong tâm, chúng ta vẫn có nhận biết được. Tu tập thiền là cái cách gì để làm chủ tâm ý và kiểm soát các hành vi của chúng ta trên nền tảng mà thấp nhất. Chúng ta biết chúng ta làm gì, có chánh niệm trong hành động gì, và đừng để chúng ta tán tâm trong các hành động thế nào. Đây là cái cốt lõi, vẫn là cái tính chất thiền. Cho nên thiền là sự thanh tịnh, là thiền là sự mà gọi là thư giãn trong tâm hồn, thiền là chỗ mà lắng động tâm tư. Tất cả những cái này nó có cái ý của thiền cả. Và các vị tu các pháp môn phải có cái này. Pháp môn gì cũng vậy, phải có cái này làm nền tảng. Và chúng ta đạt sâu vào trong mức độ là ứng dụng pháp môn, đạt được mức độ làm chủ tâm ý và trạng thái tâm được an lạc thế nào. Đây là việc thành tựu ứng dụng của chúng ta. Các vị có thể niệm Phật bằng chuỗi này để quy định 1.000 chuỗi, 1.000.000 chuỗi gì đó. Đó là việc của các vị. Nhưng mà cái giá trị hơn nhau không phải là lấy cái số lượng này, mà quan trọng ở chỗ là ai niệm Phật nhất tâm và trong trạng thái tâm ít vọng tưởng hơn thì người đó thành tựu hơn. Cho dù họ niệm có 10 niệm thôi, nhưng mà 10 niệm đó trong một trạng thái nhất tâm, trong trạng thái an lạc, trong trạng thái tâm không vọng tưởng. Người khác niệm 100 chuỗi, nhưng mà niệm một đường nhưng mà đầu một nẻo, thì 100 chuỗi đó vẫn không có giá trị bằng 10 niệm hay là một chuỗi của một người có cái trạng thái niệm nhất tâm. Cho nên chỉ cần nhất tâm bất loạn 1 đến 10 niệm, chúng ta sẽ được giảng sanh. Câu này như một sự thách đố tất cả chúng ta.
đâu phải đơn giản mà chúng ta có thể bò được tới đó với một trạng thái đó đâu. Nói là như vậy đó, chứ thật sự chúng ta thấy rằng để đạt được trạng thái đó là chuyện mà trăm nan vạn nan. Nhưng mà chúng ta đạt được như vậy, chúng ta sẽ giảng sanh tức thì liền đó. Hoặc là chúng ta có thể đạt ngộ giải thoát đó, nhưng mà bò tới đó không nổi. Cái đó là chỉ trên mức độ là đưa chúng ta như một cái lý thuyết để chúng ta hiểu vậy thôi. Các pháp hành là các gì ứng dụng trong mỗi lúc, mỗi nơi và trong từng cái công phu của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ rằng hình thức là quan trọng. Sự thật hình thức là chỉ hướng dẫn ban đầu cho những người đến với con đường tu tập thôi. Họ nhờ hình thức để họ phấn khích hơn thôi. Còn cái đi vào nội tâm phương pháp hành đó, đó là cả một cái quá trình kỳ công. Là đây là cũng có nguyện vọng của tôi. Tôi muốn cho các vị tu tập chuyên sâu nữa chứ không phải là chừng này. Nếu chúng ta có một môi trường đồng nhất để trong cái sự hướng dẫn thì chẳng những tôi mà tôi sẽ mời các bậc mà gọi là hành giả chuyên sâu. Những con người này là chuyên môn là thực hiện pháp hành thôi. Tôi sẽ cung thỉnh trong hoặc ngoài nước về để hướng dẫn cho chúng ta là chỉ chuyên về dạy chúng ta pháp hành. Bởi vì những người này là có khả năng đạt được thiền chứng rất cao. Hãy nói là như thế. Họ sẽ chỉ cho chúng ta rất là bài bản trong mỗi thời khóa tu hành. Không phải là tôi hướng dẫn các vị tới như thế này, không phải tôi thỏa mãn mà tôi nghĩ rằng các vị là như vậy đã đủ. Tôi không bao giờ cho sự hướng dẫn là đủ. Tôi có thể đặt ra quá trình tu hành của các khóa tu chúng ta tới nấc thang 100. Nhưng ở đây quá trình tôi đang hướng dẫn cho các vị đang ở nấc thang 10, 15, 20 gì đó. Tức là quá trình mà mong ước của tôi nó chỉ nằm ở cái mức độ đó thôi. Và càng về sau hơn thì chúng ta phải chuyên môn hóa hơn về các cách tu hành. Và vì vậy cần đòi hỏi chúng ta có một không gian đồng nhất và nó khảm đủ để mỗi người chúng ta ứng dụng. Nhưng mà vì chúng ta chưa đáp ứng được cái đó cho nên là tôi ôm trong lòng những suy nghĩ này. Và tôi cũng đã từng nói với lòng rằng là tôi cũng sẽ tìm những thời gian thích hợp nhất. Tôi sẽ đi tham dự tất cả những khóa tu lớn trên thế giới, cũng những bậc thiền sư chứng đắc hay là những bậc thầy gọi là chuẩn mức về tu hành. Tôi sẽ tham gia những cái khóa tu như thế để học hơn được của người ta, để về chia sẻ nhiều hơn với tất cả các vị. Tức là những cái này là phải trải một con đường thiết thực. Chứ cái này chỉ là cái mà gợi ý cho các vị đi những thiềm thang ban đầu. Chúng ta còn rất là thoải mái. Có một ngày rồi chúng ta sẽ từng bước sẽ đến những giai đoạn đó. Người Phật tử mà đến từng giai đoạn cao hơn để khẳng định được mình hơn, để có một cảm nhận là chúng ta thật sự là có cái cảm giác hạnh phúc và an lạc với chánh pháp. Và khi đối diện với thực tế cuộc đời, chúng ta thật sự là có một sự chánh niệm và làm chủ tâm trong các cái tình huống. Cảm giác thật sự như thế chứ không phải là nói chuyện mà lớt nói cái miệng cười cười rồi cuối cùng mà về đối diện với cái gì ra cái nấy. Nó không phải là như thế. Cái cách tu học nó như vậy là chạy chơi thôi, chưa là cái gì. Nhưng cái việc đó đối với các vị vậy là tốt rồi. Các vị đang từng bước để gieo cái nhân duyên cho mình. Vì vậy khi mà tu hành vào cái mức độ chuyên môn thì bắt đầu đưa qua cái giai đoạn chuyên môn. Chuyên môn sâu hơn nữa thì các vị sẽ bớt về nghi thức. Chúng ta sẽ dành thời gian nhiều hơn cho cái thời gian công phu. Bắt đầu là hướng dẫn cho các vị bắt đầu công phu từng giai đoạn chứ. Ngang nhiên như thế này, sàng lọc hết trong khóa tu này, không có là bao nhiêu người để có thể đi vào được giai đoạn mà để ứng dụng đó cả. Chưa tới, có chứ không phải không. Nhưng mức độ đó là đang là không nhiều. Hãy trải đường một cách vững chãi, rồi từng bước chúng ta có đầy đủ cơ hội. Tức là nhân duyên mà thấy đã được mức độ tương đối chín mùi thì chúng ta bắt đầu tiến lên một cái giai trình mới. Và nếu tu như thế này nó không có kết quả tốt lắm thì sẽ hạn chế tối đa chừng 500 người trong một khóa tu để đào tạo mang tới nghĩa chuyên môn. Và những người đó khi mà học chuyên môn những cái khóa tu và ứng dụng được những cái như vậy thì họ cũng vẫn có thể trở thành những người hướng dẫn cho những người khác. Đây là một sự chuyển hóa dài lâu của một con người, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Vì vậy chữ thiền tôi nói để cho các vị hiểu rằng là cốt lõi của đạo Phật ở chỗ nào. Chúng ta đừng bị vướng mắc bởi pháp môn, mà chúng ta phải vượt qua pháp môn để chúng ta ứng dụng cho lý tưởng pháp môn đang là
chúng ta phải tìm cái cốt lõi để ứng dụng trong pháp môn chúng ta. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng vì niệm Phật cho nên chúng ta nghe thiền cái dẹp bên. Không bao giờ các vị đạt được mục đích. Tôi bảo đảm luôn, nếu ai ứng dụng bằng cách đó, tôi dám bảo đảm các vị không bao giờ tới ngưỡng của cái sự mà gọi là thanh tịnh giải thoát được. Tôi nói hơi có tính cách là dò đón vội vàng, nhưng mà đó là một sự thật. Vì vậy các vị tu tịnh, tu thiền, tu mật, tu cái gì đó, các vị cần phải để tâm khách quan một chút. Cho nên những cái chữ thiền hay là những cái hướng dẫn về thiền cứ nghiên cứu. Đừng bị in trí bởi một số người á, là tạp tu. Đừng bị in trí cái đó. Chỉ niệm Phật và tụng kinh vô lượng thọ, cái này chỉ là một cái con số khởi điểm đầu tiên cho pháp môn tu thôi. Tức là những cái phương tiện ban đầu thôi. Nhưng mà những cái người thấy phương tiện ban đầu quá dễ ăn, bởi vì đây là những điều quá dễ. Nhưng mà sự thật, lấy phương tiện để làm mục đích cứu cánh là cái lầm lạc của những người hướng dẫn. Tôi đã từng nói các vị mà, các vị về xem lại cái bài giảng, nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa. Tôi có nói cái này cho các vị. Phải hiểu thế nào là phương tiện chứ. Giờ con các vị không chịu đi học, nó thích đi chơi. Các vị khuyến khích nó vô lớp 1, con à, lớp 1 tuyệt vời lắm, con vô lớp 1 đó học đi con. À, con thấy sẽ nhiều hoa màu á, ca, người ta vẽ cái ca to cho người ta viết a cờ a ca đó con. À, cà, người ta vẽ cái cà tổ bố màu xanh màu đỏ vậy đó. Rồi cuối lớp thì con sẽ được lãnh thưởng đồ này kia kia nọ. Nhưng mà nếu mà nó học được lớp 1 và nó hài lòng với lớp 1 thì nó học cái gì? Nó chỉ biết cà ca thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Nó chỉ mới có cà ca thôi. Cái này đang hướng dẫn cho các vị là cà ca đó con. Gán đi con. Rồi nhưng mà khi mà nó học được cà ca phải nói gì nữa chứ? Lên lớp 2 phải là cái gì? Phải là những cái bài học toán học này kia nữa. Tức là nâng cấp từng bước. Còn cái này chúng ta lấy lớp 1, chúng ta lấy làm kết quả rồi. Tức là lớp 1 vậy là im rồi. Đúng nè, sách vở dạy vậy nè. Sách vở kêu học lớp 1 là những bài này nè. Học vậy là đạt được cái số điểm mà gọi là thi ra là 8 điểm tới 10 điểm là hạng giỏi nè. Thi này 10 điểm được rồi. Lớp 1 xong rồi, giỏi rồi con. Cứ vậy đi con. Lấy phương tiện mà làm mục đích là chết của chúng ta. Vì vậy nếu các vị nào đến giai đoạn học kinh Pháp Hoa, các vị học đến phẩm mà quá thành dụ, các vị mới thấy quá tuyệt vời. Phải nói là Phật giáo của chúng ta là cái phương thức về giáo dục, về dạy, về hướng dẫn tu hành quá tuyệt vời. Từng cái pháp môn mà cho giúp cho chúng ta ứng dụng rất là rõ ràng. Nhưng mà vì chúng ta tự chấp nhận và tự phụ và tự cho rằng đã đúng rồi. Sự thật học lớp 1 có sai không? Không có sai. Đúng chứ có sai đâu. Nhưng mà cuối cùng của nó cũng là cái gì? Thì cũng là lớp 1. Chẳng lẽ cuối cùng của lớp 1 là lớp 10? Cái đó là cái chỗ mà các vị cần phải hiểu. Cho nên đạt được quá thành phải bỏ quá thành để đi về bảo sở. Cái này các vị coi cái bài giảng tôi giảng là giác ngộ là gì á. Cái bài giảng vừa rồi ở Đà Nẵng đó. Các vị cần coi thêm. Tôi có phân tích một cách cho các vị thấy. Khi mà phân tích ra cho quần chúng, tôi không phải đi cãi lộn với những người đó. Lợi ích gì cho tôi? Mà tôi biết rằng là người này đang vướng trong phương tiện và bị tù túng trong phương tiện, lấy đó làm cứu cánh và tự chết trong cái tổ kén đó, trong cái phương tiện đó. Không thoát hơn được. Vì cái chỗ đó mà tôi phải tận đáy lòng để nói, để phân tích, để chia sẻ. Chứ tôi ăn lộc thực gì? Mọi người làm tôi khỏi làm khỏe chứ. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi đã kích hay là gì cả. Tôi không có đã kích cái việc tu hành, các vị tu được tốt mà. Nhưng mà những cái mà không lợi lạc cho các vị, mà tôi hiểu như vậy, tôi không thể nào tôi nín cái miệng được. Tôi phải can thiệp vào. Đó là những điều mà tôi cho các vị thấy cái hướng là tại sao tôi hay nhắc tới những cái chữ thiền trong cái cách cái tu tập. Thậm chí tôi có thể chia sẻ trong bài giảng là thiền tịnh song tu, niệm Phật nhất tâm, làm bạn với ma. Tất cả những cái này là ý thiền ở trong đó rất nhiều cho các vị để mà vận dụng hành trì, cho dù trong phương pháp các vị đang hành trì là mật tông hay là tịnh độ tông. Và tôi chưa bao giờ tôi nói là thiền có nghĩa là thiền tông. Cái chữ thiền tôi muốn nói là cái trạng thái của các vị phải được thanh tịnh, là cái định trong đó đó.
thanh tịnh trang nghiêm cái nơi thân tâm á, cái đó đó là tôi mới nhắc tới. Còn cái chuyện mà mục đích của các cái dạng thiền đi vào chuyên sâu của từng pháp môn hay là từng tông chỉ tu hành rất là phức tạp, đa dạng và chuyên môn. Cái này cần phải rất là bài bản chứ không có khơi khơi như vậy. Đây là những điều mà tôi chỉ là gợi ý khái niệm cho các vị biết rằng là chuyện tu hành chúng ta còn một cái khoảng cách xa và cái mục đích chúng ta cần phải như vậy đó. Tức là tôi đang cho các vị hướng nhìn như vậy để các vị đừng nghĩ rằng vậy là đủ rồi hay là vậy là giải thoát rồi, vậy là vãng sanh rồi. Sự thật cứ cho như vậy, đôi khi chúng ta là người tự cho thôi chứ còn quy luật chúng ta chưa đạt gì cả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin được trình bày câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, nếu như mình vướng mắc hay đam mê vào một cái gì đó và nếu như con dùng phương pháp tránh duyên thì lâu ngày như thế con có vướng mắc nữa không? Hay là nó sẽ tạm thời lắng sâu vào tiềm thức và khi mình không có quyết tâm thì tâm đam mê đó sẽ lặp lại như khi bắt đầu? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con. A Di Đà Phật. Tránh duyên thì cũng là một cách hay nhưng mà chỉ là phương tiện tạm thời thôi. Bây giờ tôi nói giống như một cái ca như thế này. Thế cái ca này nước là nước bùn, chẳng hạn nước bùn. Nếu mà cứ để trên cái bàn hoặc cái chỗ nào mà nó cứ lắc về hoài thì sao? Hả? Bây giờ các vị muốn có một cái ca nước sạch để sử dụng, để xài, hoặc ca nước trong để làm gì đó. Nhưng mà các vị để trên một cái bàn mà cái bàn này nó nhằm trên cái bàn lắc của nhà máy gì không biết, nó cứ dày hoài thì sao? Hả? Chừng nào nước trong? Chính vì vậy chúng ta phải kiếm chỗ gì? Cái chỗ mà cái bàn nào nó yên nhé, bàn này nè, không có ai đụng tới nè, bàn này bàn giảng sư à, không có lên được đụng à. Thế, có phải không? Đó, nhờ cái bàn yên như vậy cái làm sao? Cái bắt đầu là bùn đất ở trong này nó tự lắng xuống. Tìm cái nơi để yên, để bùn đất lắng xuống là tránh duyên đó. Cái đó gọi là tránh duyên. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, nếu tránh duyên như vậy thì chừng nào ly nước này thật trong? Đây là điều mà đặt ra. Có nghĩa là nếu tránh duyên như vậy thì khi có cơ hội mà lắc nữa thì sao? Bùng nó lên lại. Đây là điều mà các vị nên để ý. Cho nên cái tránh duyên là khi chúng ta chưa thật sự an toàn thì chúng ta tránh duyên, nhưng đó là một giai đoạn thôi. Giai đoạn phía sau là khi chúng ta có cơ hội an toàn, có nghĩa là khi ly nước trong rồi chúng ta phải kiếm cái ly khác, chúng ta gót nhẹ cho nước trong này nó qua hết để chúng ta gạn lọc cái này, cái bùn đất nó còn dưới đáy không của ly kia cái chúng ta đấy. Đó, bây giờ cho ly chúng ta trong rồi đó. Rồi bây giờ đó, tao cho mày lắc đó. Bây giờ mày lắc đi. Hiểu không? Nếu mà cái nước mà tôi đã gạn khơi vậy rồi, tôi nói mày lắc đi, lắc thoải mái đi. Lên cặn không? Đây là từng giai đoạn. Nếu đã ly nước thật trong rồi, tao cho mày lắc. Vì vậy, khi ly nước chưa thật trong là tránh duyên. Nhưng mà trong lúc quá trình tránh duyên phải tìm cách làm sao gạn đục khơi trong. Chứ không phải là tránh duyên để an phận là xong. Nếu tránh duyên an phận, chúng ta không bao giờ giải quyết được các vấn đề. Vì vậy một người tánh sân quá, sân giống như tôi vậy, yếu vậy mà ra gió thì sao? Sẽ lật thôi. Tức là tánh ta hay nóng hay quạo rồi mà chỗ nào người ta cãi lộn thích chôn cái đầu vô là coi chừng lãnh đủ. Vì vậy biết cái tánh mình như vậy rồi thì trước hết phải tránh duyên. Tránh duyên không mang cái nghĩa là vì chúng ta cảm thấy không an toàn cho nên tìm cách để được an toàn, và vì tránh duyên vậy an toàn rồi cho nên cứ là bình thường như vậy thì mai này gặp cái duyên sự tương đương hoặc khác đi, chúng ta sẽ nổi sân trở lại. Vì vậy trong cái quá trình tránh duyên là cơ hội để tự quán chiếu, sàng lọc chính mình, tìm các giải pháp cho mình để mai này cảm thấy rằng là trường hợp đó có thể tiếp tục xảy ra nhưng mà hôm nay khác với ngày xưa nghe. Có phải vậy không? Khác với ngày xưa là hôm nay đã được gạn đục khơi trong một phần hoặc là tất cả. Chúng ta
giảm dần trong các cái trạng thái tâm là tốt rồi, chứ tôi không cần một lần các vị để trong sạch quá đâu. Cái việc đó các vị không dễ làm đâu. Từ cái tham, cái sân, cái đố kỵ, cái hờn ghen, cái ích kỷ, cái ác tâm trong mọi tình huống, các vị được giảm dần trong những dần lần lặp lại là các vị giỏi rồi. Tức là các vị có sự kiềm chế được giảm dần, các vị đã cảm thấy nhẹ áp lực lần trong trạng thái tâm của mình là các vị giỏi rồi. Cái đó gọi là tìm cách tránh duyên để mà tăng cái thượng duyên lành cho chúng ta, để mà tăng công lực cho chính mình, cái này thì được. Còn tránh duyên để an phận thì thật sự suốt đời không giải quyết được vấn đề. Chẳng qua là cái ly nước này để một cái nơi mà không có lắc thì nó tự lắng xuống thôi. Nhưng mà tất cả những cáo bẩn nó còn nguyên vẹn chứ chưa có được thay đổi miếng nào. Đây là các vị hiểu cái ý mà tôi trả lời cái câu của cô đó chưa? Rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin trình bày câu hỏi tiếp theo. Kính xin Thầy cắt nghĩa cho con về bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là một cái câu mà trong Kinh Kim Cang. Tôi giảng cho các vị nghe trong bài Kinh Kim Cang, tôi phân tích cũng nhiều. Và ở đây là những cái câu mà người ta vướng mắc cũng nhiều. Người ta thấy nó ná ná nhau, người ta không biết là giải quyết thế nào. Cái này là cái câu mà Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang là Bồ Tát mà bất cứ một hành động nào mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả thì chưa phải thật nghĩa Bồ Tát. Vậy làm sao chúng ta nhận ra được rằng thế nào là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả? Thì chúng ta cần phải hiểu nghĩa đen đó. Mà trước hết nghĩa đen nó cần phải hiểu là lý do gì nó có cái nghĩa này. Ngã thì cùng ngã, nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật lại dùng cho các vị Bồ Tát như thế? Vậy Bồ Tát về quan niệm ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả như thế nào? Và thật sự đây là những từ ngữ chuyên biệt nằm trong Kinh Kim Cang. Vậy thì trước hết chúng ta hiểu tướng ngã là gì? Ngã là tôi. Từ này nghĩa đen cũng giỏi đó. Ngã là tôi. Tôi đã giảng cho các vị nhiều cái bài giảng này lắm rồi. Tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã là một, duy ngã độc tôn là hai, bản ngã càng lớn khổ đau càng nhiều là ba, vô ngã giữa đời thường là bốn. Còn bài nào ngã nữa không? Tại sao tôi trình bày các vấn đề này cho các vị? Chữ ngã chúng ta hiểu nghĩa đen nhiều lắm. Giống như tôi nói hỏi ngã là gì, cái các vị trả lời ngã là tôi. Đúng rồi. Thì viết chữ Hán ngã, cái hai người qua đọc quò, cái là dịch là tôi, ta. Đó, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Mà chính cái này tôi ngày xưa tôi cũng tự sai. Từ quò là tôi đó, cho nên tôi mới nói là ngã này trong tiếng Anh gọi là ai, là tôi, ngôi thứ nhất. Mà không biết mình sai. Tôi đã sai trầm trọng và tôi đã xin lỗi sau đó. Từ ngã trong tiếng Anh nó là self hay là ego. Nó không mang cái nghĩa là nó nằm trong một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Tại vì cái tiếng Hoa nó không có từ nào để chuyển dịch, cho nên người ta lấy cái chữ ngã đó đó. Nhưng mà thật sự cái ngã nó không nằm trong cái dạng mà gọi là đại từ nhân xưng đâu, để xưng là tôi là ta đâu. Mà các vị biết chữ ngã là cái gì? Ngã là một cái bản chất dính mắc chấp ngã các trạng thái của con người. Cái tôi, cái ta đó là cái gì? Cái tôi, cái ta là trong cái ý niệm của chúng ta là dính mắc để cho tất cả những cái đó là liên hệ đến cái phản ứng của mình. Các vị phải hiểu cái chữ ngã là như vậy. Chứ hiểu ngã cái nghĩa đen là một cái xác thân này là tôi, là ta, là ngã đó, thế thế. Hồi đó giờ chúng ta phân tích tới đó thôi. Ngã là ai đụng tới cái thân này, nhéo ngắt này kia kia nọ, cái chúng ta đau, cái chúng ta đó là chấp ngã này kia kia nọ. Đó, chúng ta mới có 1 cộng 1 bằng 2. Hồi đến ngã chúng ta chỉ có cái tới đó thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu tới đó rồi, còn nhiều vấn đề khác nữa chúng ta giải thích không được. Cho nên chúng ta phải hiểu là ngã là một cái gì? Khả năng chấp ngã dính mắc trong tất cả các cái khái niệm trạng huống của con người. Ví dụ bây giờ người ta nói là tôi đáng ghét, cái đó có dính gì đến tôi không? Hả?
Nhưng mà tôi nghe cái từ này tôi cảm thấy khó chịu á. Tôi muốn tìm cách rồi tôi tạt cho một gáo nước cho biết mặt. Thế đấy. Cái đó là cái gì? Bản ngã tôi bị người khác xúc phạm mà. Cho nên tôi phải tìm cách chống lại. Cái đó có dính gì với thân này không? Cho nên các vị hồi đó giờ các vị bị cả thấy nè. Ngã là các vị bị vướng vào trong cái chuyện là các vị gói ghém cho cái bản thân là tôi là ta này thôi. Nhưng mà sự thật cái tôi cái ta của bản thân này là một phần của cái chuyện dính mắc và chấp ngã. Cho nên không phải là cái phản ánh của cái ngã. Những cái khả năng chấp ngã, cái dính mắc của các vị về cái điều đó, cái này gọi là ngã. Cho nên các vị hiểu một cái chữ ngã là bị dính mắc trong tất cả các cái đối tượng của sắc, thinh, hương, vị, xúc, mà nó làm cho con người chúng ta còn phải dao động dính mắc với những trạng thái đó. Cái đó gọi là đang chấp ngã. Ví dụ bây giờ các vị đi gặp một người, người ta nói là nhìn thấy thấy chị hôm nay sao mà đẹp quá, phải không? Phải, cái là bản ngã được tân bốc. Các vị thấy rằng nó không phải là vì cái thân này mà cái trạng thái lân lân được tân bốc đó, cái đó gọi là chấp ngã. Các vị hiểu ngay đây không? Tức là trạng thái lân lân đó mà chúng ta là có cái trạng thái tâm dính vào trong cái đó, cái đó gọi là ngã hay là chấp ngã. Cho nên là vượt qua cái cảm giác ngã này chưa hẳn là chỉ vượt qua cái cảm giác của bản thân không đâu, mà nó còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đều như vậy cả. Và dính mắc trong tất cả cái này là do cố chấp của chúng ta bám víu vào đó để tồn tại. Tồn tại đó rồi là cái tồn tại cái ngã của chúng ta. Cho nên tướng ngã là một cái tướng rất là chủ quan nơi mỗi con người. Rồi nhân là gì? Nhân là mới là người. Người ở chỗ là chúng ta thấy rằng có cái bản thân này, tức là cái sự giới hạn của nó, tức là còn dính mắc vào cái thân này. Sự thật cái thân này chỉ là một cái phạm vi của cái tính chấp ngã mà thôi. Nhưng mà nó lộ liễu ra ở bên ngoài, mang cái nghĩa là về một cái thân người của chúng ta. Chúng ta phân biệt giữa thân người và thân thú, hay là giữa là thân người và thân người khác. Tức là chúng ta thấy rằng chúng ta sống một cách độc lập, không dính mắc gì tới tất cả những người xung quanh. Sự thật, sự tồn tại của chúng ta liên hệ đến rất nhiều, chứ không có độc lập đâu. Cái đó gọi là nhân, là tướng người. Rồi mấy tướng chúng sinh là chỉ chung cho tất cả các loài khác nhau trên cuộc đời. Rồi mấy tướng thọ giả là gì? Thọ giả là tướng sinh mệnh. Thọ giả là sinh mệnh, là con người từ khi sanh ra cho đến khi chết đi là xong một kiếp người. Cái đó là thọ giả. Đó là cái sinh mệnh của chúng ta. Nhưng mà khởi điểm sanh ra cho đến khi chúng ta chết chỉ là một giai đoạn của sinh mệnh mà thôi. Chết chấm dứt chưa? Chưa, có nghĩa là chết chưa thật chết, sanh chưa thật sanh. Cho nên đây là một cái từ rất là quan trọng trong học thuyết của Bát Nhã, đó là học thuyết tánh không của Bát Nhã. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Không có gì là thật sanh, không có gì thật diệt, không có gì thật dơ, không có gì thật sạch. Cái nghĩa có tương đối, không gì thật sống và không gì thật chết. Cái này quan trọng lắm. Cho nên nếu mà còn dính trong cái tà kiến của cái gì là khởi điểm của sinh mạng và kết thúc của sinh mạng là kết thúc, thì ở đây là chúng ta vướng vào cái nghĩa là đoạn kiến đi. Cho nên người tu tập Bồ Tát là không lệ thuộc tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, để chúng ta không còn ý niệm phân biệt giữa mình và người, không còn dính mắc giữa tôi và ta và tất cả các sở hữu, không còn dính mắc bởi thường kiến, đoạn kiến. Cái đó Bồ Tát vượt lên hết tất cả các cái phạm trù tương đối, đi vào trong cái thể tánh tuyệt đối. Thì cái đó trong Kinh Kim Cang mới nói là không còn dính mắc với bốn tướng đó mới là Bồ Tát. Có nghĩa là Bồ Tát phải vượt qua được ngã và pháp chấp. Trong Đại Thừa mới nhìn nhận là thanh văn đạt được mức độ là vô ngã, ở chỗ là vô sanh nhẫn, tức là gọi là đạt được vô ngã. Nhưng mà quan niệm của Đại Thừa Bồ Tát là vị Bồ Tát phải đạt được một mức độ cao hơn nữa là vô sanh pháp nhẫn, có nghĩa là ngã không pháp không, có nghĩa là vượt qua hết tất cả các dính mắc đó thì mới đạt được cái thể tánh chân không tuyệt đối. Cho nên ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả
đây là tất cả các phạm trù khái niệm trong tương đối, từ bản thân cho đến tất cả các chúng sinh khách quan một cách tương đối. Vượt lên hết tất cả những khái niệm tương đối này mới đạt được cái nghĩa rốt ráo, không còn đối đãi. Kinh Kim Cang mới nói là Bồ Tát còn tướng ngã nhân chúng sinh và thọ giả thì chưa thật nghĩa Bồ Tát là như thế. Về nghe lại Kinh Kim Cang hiểu rõ hơn nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin trình bày câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, nhờ phước duyên con gặp chánh pháp, bằng sự đam mê bản thân con học hiểu giáo lý rất nhanh. Khi được bạn đồng tu khen tặng thì con tự mãn, con hiểu đó là một tâm lý rất bình thường của phàm phu, nhưng sẽ là một trở ngại trên con đường tu học. Xin thầy cho con phương pháp để chuyển được tâm này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái đó là cũng là một tâm trong ngã đó, tức là cái ngã được tân bốc á. Thì trước hết là khi con người có trạng thái đó để xác định được rằng là người này bình thường cái đã. Trước hết là khi được khen khoái và khi được chê buồn, có nghĩa là bình thường cái đã, tức là chưa có cái vấn đề về não bộ, đúng không? Tức là trên cái nguyên tắc con người chúng ta cơ bản chung là như vậy. Bình thường về não bộ là được khen thích, được chê buồn, cái người này mới dễ trị. Còn cái người mà não bộ mà khen cũng dòm dòm ha, trợn trợn, chê cũng trợn trợn vậy ha, cái đó nó khó trị đó, không biết dạng nào. Trước mắt là các vị nhận thức được trạng thái tâm của chúng ta về cảm xúc đó, tôi khẳng định là các vị là người hoàn toàn bình thường. Và cái khác thường ở chỗ là các vị thay vì người ta đồng hóa giữa cái cảm xúc được khen đó, tức là người ta khen mình và mình đồng hóa giữa cái cảm nhận khen đó đó với trạng thái vui đó đó, mình không có phân tích ra, tức là mình gắn liền với cái cảm xúc đó là một, chưa bao giờ mình có ý tưởng để nhìn lại cảm xúc này. Nhưng mà cái giỏi của người này ở chỗ là tách được cái cảm xúc đó ra, ở chỗ là nhìn biết được mình có trạng thái đang được phấn khích khi được khen. Đây là cái mà gọi là người đó khác người ở chỗ này. Có nghĩa là khác người nhận ra được là chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta mới có cái cảm giác này. Cho nên cái người này bắt đầu khẳng định là khi bị chê người ta cũng rút ra khỏi cái đối tượng cảm giác về khổ đau để chúng ta nhìn nhận lại. Còn nếu mà chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và cái cảm giác phấn khích được khen thì chúng ta cũng đồng hóa giữa chúng ta và cảm giác bị chê. Cho nên vui thì vui tận cùng mà khổ thì khổ cũng mạt sát là chỗ này. Còn cái người này họ có sự tu tập, có nghĩa là khi được khen họ phấn khích đó, nhưng mà họ rút ra khỏi cái cảm xúc đó để họ nhìn nhận lại. Trước hết con người có cảm xúc vui được khen là chuyện bình thường, phải nói là phản ứng bình thường của tâm lý. Và như vậy chúng ta vui đó là trạng thái rất bình thường, nhưng mà chúng ta giữ ở trong lòng rằng là vui là phản ứng rất tự nhiên thôi, nhưng không lấy đó đã đủ, tức là không hài lòng với cái đó. Khen tôi vui, chứ không lẽ khen tôi sụ mặt, hay là khen tôi chửi lại, cái đó mới điên á. Những cảm giác này phản ứng rất bình thường của tâm lý, nhưng mà điều quan trọng nè, cái niềm vui đó có sự kiểm soát. Giống như tôi nói các vị nè, cái này là trong cái bài giảng vừa rồi tìm hiểu ý nghĩa chữ pháp trong đạo Phật á, tôi có phân tích để cho các vị thấy rằng tại sao Lục Tổ Huệ Năng nói một câu là phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng. Câu này rất quan trọng trong mọi lĩnh vực luôn. Vì vậy bây giờ các vị là người tu tập cho gì, các vị chứng A-la-hán đi, nhưng mà các vị ăn trái ớt vô miệng cay, các vị biết không? Đừng nói tôi A-la-hán rồi cho nên là trái ớt ăn vô miệng cay, tôi không biết. Cái đó là A-la-hán dởm. A-la-hán dởm nghe. A-la-hán ăn một trái ớt vô miệng cay vẫn biết cay rất là rõ luôn. Nhưng mà chỉ có điều là biết cay, nhưng mà cái vị A-la-hán có cái khả năng kiềm chế các cảm xúc và làm chủ các cảm xúc rất tốt, mà không bị cái cay đó nó làm chi phối để sân tâm, để nghĩ rất những cái hành động hay tư duy tiêu cực nha. Các vị phải hiểu rõ. Thì trở lại vấn đề, được khen phấn khích vui là chuyện bình thường, nhưng
khi người có tu tập kiểm soát được cái vui này, tức là trạng thái vui là trạng thái trong sự kiểm soát của chúng ta, mà không gì cái khen xong cái cho em mượn 10 triệu cái gì bây giờ mình cái cảm giác là nó mới khen mình, nhưng mà không lẽ giờ nó mượn 10 triệu mình không lẽ không cho đó. Vì cái khen đó cho nên là buộc lòng cũng khổ lắm mà móc ra 10 triệu cho nè cười méo miệng. Tôi cho thí dụ thôi, có nghĩa là vì cái khen đó cho nên chúng ta mất kiểm soát, chúng ta sẽ bị mất phương hướng những cái khác. Đây là tôi muốn nói là thí dụ. Cho nên người có kiểm soát với cái khen đó là à, khen chị như vậy, nhưng mà sau đó mượn 10 triệu hay 100 triệu gì đó. Cái này tùy vào cái khả năng và lòng hảo tâm thật của chúng ta. Không vì cái tiếng khen này mà có thể chúng ta tùy hứng để mà có thể đi vay mượn một cái cách gọi là không kiểm soát cho người được. Hoặc là ở đây người ta mới chê mình, bây giờ người ta khổ nghèo, mình nói rằng do chê tao cho nên giờ mày khổ nghèo kệ mày, thiếu tiền kệ mày, đói kệ mày. Nó không phải là như vậy. Người tu phải phân tích rất rõ là mới chê mình đó, nhưng mà cái khổ này và cái chê đó khác nhau. Chê đó nhưng mà cái khổ này cái cần chia sẻ giúp đỡ, thì chúng ta vẫn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ, không cộng hưởng với cái chê hồi nãy được. Các vị phải hiểu cái chỗ này. Việc đó là việc rất bình thường của trạng thái tâm. Đừng kiểm soát bằng một cách là cho rằng mình không có cái cảm xúc đó. Nhớ như vậy nha. Mình là một con người, các hoạt dụng của cơ thể là chuyện bình thường. Con người chúng ta làm chủ tâm chứ không bao giờ làm chủ được thân. Các vị nên nhớ coi lại cái bài giảng là thức ăn của tâm. Đây là bài giảng tôi giảng tại Đức, các vị nghe lại. Con người chúng ta có thể làm chủ được cảm xúc của tâm, nhưng mà thân bị nóng, bị lạnh hay là tất cả các cái khác là chuyện của thân mà chúng ta không can thiệp được. Chỉ có điều can thiệp là làm chủ ngay cái tâm của mình thôi. Còn ví dụ thân nó bị đứt, nó đau, tất cả những gì đó là chuyện của nó, chúng ta không can thiệp được. Chỉ can thiệp là cảm xúc của tâm chúng ta thế nào về cái cảm giác đau đó. Nó là như vậy. Chứ đừng có cố mà gọi là kiểm soát cái thân này. Chúng ta kiểm soát tới già, tới chết đi chăng nữa, không kiểm soát được. Đây là điều rất là đương nhiên. Cái thân này không lệ thuộc vào chúng ta, mà chúng ta có thể là điều phục trong một phạm vi, cho nó nằm trong một cái mức độ. Còn các cái cảm xúc khác là thân nó phải vậy. Đụng lửa nóng, ăn ngọt biết ngọt, ăn cay biết cay, đó là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều tâm chúng ta làm chủ một cách có chánh niệm như thế nào với tất cả những cái cảm xúc cay nóng lạnh khổ vui buồn được mất. Tất cả cái đó, đó là việc của chúng ta cần sự tu tập. Thì ở mức độ kiểm soát bao nhiêu, chánh niệm bao nhiêu và mức độ buông xả bao nhiêu, thì chúng ta sẽ thăng hoa lên trên cái lộ trình tu học được bấy nhiêu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì các câu hỏi các vị gửi về cho ban tổ chức còn rất nhiều, nhưng vì thời gian không cho phép, mong các vị hoan hỷ cho. Và chúng con cũng xin thay lời cho toàn thể hành giả thành kính tri ân thầy đã giải tỏa những gút mắt để chúng con sáng tỏ hơn trên con đường tu học. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.